hai tháng đầu năm 2024, Hái Lộc Xuân mới, tuổi tân sửu sinh năm 1961, bí mật làm điều này, được bề trên ban cho lộc lớn, gánh tiền nặng vai, giàu sang sung sướng nhất họ. Cần cù nỗ lực đến thành công, tuổi sửu kiên cường chẳng viễn vông, trách nhiệm thẳng ngay ưa khép kín, vững vàng cố chấp ít hòa đồng, người cha gia trưởng nhưng chu đáo, lãnh đạo công bằng thiếu cảm thông, đã nói là làm không sáo rỗng, đề cao truyền thống giữ bền lòng, tuổi sửu năm nay kiếm lắm tiền mua nhà tậu xe sướng như tiên, cảnh giác mấy người hay ghen ghét, đề phòng mấy vụ bị làm phiền, tuổi sửu 2 tháng đầu năm may mắn nhiều, công danh tiền bạc thoải mái tiêu, tránh sống phô trương không cần thiết, việc thiện cố gắng làm thêm nhiều. Quý vị thân mến, trước những câu thơ như tiên tri đoán trước vận mệnh của người tuổi sửu trong năm mới 2024 nói chung và bản mệnh tuổi tân sửu sinh năm 1961 nói riêng, dưới sự trợ duyên của các thầy tử vi hàng đầu trong Hiệp hội Chiêm tinh Thế giới, kênh Minh Đường Tử Vi rất hoan hỉ được chia sẻ đến quý vị và các bạn. Vận trình tử vi của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 nam nữ mệnh, trong 2 tháng đầu năm 2024 âm lịch, năm này bản mệnh bước qua tuổi 64, đầy đủ ở các phương diện, công việc sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn và rước tài lộc về nhà, để tiền vào ngập két làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị, Đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Tân Sửu trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Quý vị hãy dành ra một hai phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại. Về lá số tử vi của gia chủ tuổi Tân Sửu, chúng ta đã biết khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác. Có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 hay còn gọi là lộ đồ chi ngưu, châu trên đường, âm mạng tuổi âm 64 tuổi, sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 1961 đến ngày mùng 4 tháng 2 năm 1962, ngũ hành bản mệnh, bích thượng thổ, đất tò vò, tướng xương con châu, tướng tinh con đười ươi. Tân Sửu nạp âm hành thổ, do can tân, kim, ghép với chi sửu thổ, ta có chi sinh nhập can nạp âm và can chi, lại tương hợp ngũ hành nên thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều may mắn. Ít trở ngại dù trong năm sung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua dễ dàng. Tân Sửu có nhiều thổ tính trong tuổi, là mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề, nên hành động đôi khi chậm chạp, có tính bảo thủ và giản dị. Sinh vào mùa hạ, thu, hay ở tuần cuối các mùa thì thuận mùa sinh, nếu mệnh thân đóng tại tam hợp, tỵ, dậu, sửu, và cục kim được nhiều chính tinh và trung tinh đắc cách hợp mệnh xa lánh hung sát tinh hình tướng có tam đỉnh cân xứng ngũ quan đầy đạn không khuyết hãm da rẻ tươi nhuận bàn tay có ba chỉ sinh đạo trí đạo tâm đạo tạo thành chữ mờ ngay ngắn không đứt quãng lại có thêm hai chỉ may mắn và danh vọng thì cũng là mẫu người thành công có danh vọng và địa vị trong xã hội ở mọi ngành nghề mệnh thân đóng tại thìn tỵ thì, tuy thủ thiếu thời vất vả nhưng trung vận phát phú trời cho tân sử sinh năm 1961 là người siêng năng, trung thực, hiền lành và thẳng thắn, Tân Sửu rất năng động, vì vậy họ tận hưởng một cuộc sống bận rộn, họ quan hệ tốt với bạn bè và luôn tin rằng bạn bè quan trọng hơn tiền bạc, họ có một ý chí mạnh mẽ và có thể chịu đựng công việc khó khăn. Trong cuộc sống hay trong công việc, những người tuổi Tân Sửu thường là những nhà lãnh đạo rất tận tâm, họ luôn có sự chuẩn bị chu đáo cho mọi việc, những người tuổi Châu họ luôn chuẩn bị với một tâm lý vững vàng, rất ít bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, có thể nói điểm mạnh của những người tuổi Châu đó là họ rất lương thiện, siêng năng, chịu khó, cần cù, bền bỉ và thận trọng trong mọi việc. Tuy nhiên, những người tuổi châu đôi khi rất bướng bỉnh, khó gần và không có khả năng biểu hiện cảm xúc của mình. Tuổi tân sửu đa phần cuộc đời của họ sẽ gặp được nhiều may mắn, đường công danh khá thuận lợi, có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ, nhất là vào thời kỳ trung vận, sự nghiệp của họ sẽ có những dấu ấn rõ nét. Sinh vào năm tân sửu, những quý cô thuộc tuổi này cuộc đời sẽ có rất nhiều tốt đẹp về tình cảm, thu ô nhỏ cuộc sống gặp phải nhiều vấn đề lao đao, chỉ đến trung vận mới được vững chắc, còn về các vấn đề khác như gia đình và sự nghiệp thì chỉ khi gặp phải thất bại họ mới tìm đến được thành công được, về hậu vận mới được an nhàn. Cuộc đời của Tân Sửu được thể hiện rất rõ trong bài thơ sau, Tân Sửu mạng thổ tuổi này, số cùng với mạng lắm lần khắc khe, vận thời đời đổi ngửa nghiêng, nhiều phen lận đận lắm lần gian nan, nếu sinh mùa hạ thời may, thanh nhàn thong thả ít ai dám bì, số này chết hụt nhiều khi, nhờ ơn trời Phật không thì mạng vong anh em cha mẹ hai dòng nếu không chồng vợ lòng dòng đôi ba nếu không thay vợ đổi nhà cuộc đời luôn chịu vui chiều buồn mai cho hay số phận thiên tài tu nhân tích đức phước nhờ mai sau Tân Sửu cuộc đời nhiều may mắn đường công danh phát triển mạnh mẽ có thể vào Chung vận có nhiều kết quả về danh phận đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời tóm lại tuổi Tân Sửu có nhiều hay đẹp về cuộc sống cũng như về danh vọng và sự nghiệp tuổi Tân Sửu phát triển mạnh về công danh trung vận và hậu vận nhiều sung sướng. Vận trình người tuổi Tân Sửu trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về địa chi, địa chi của tuổi Sửu gặp năm địa chi Thìn là thuộc vào quan hệ tứ hành xung, tương phá, công việc làm ăn của người tuổi này chủ về đưa tới những điều bất lợi và khó đạt được mong muốn đặt ra. Theo đó các dự định liên quan tới đầu tư hay mở mang trong năm cần cân nhắc suy tính kỹ lưỡng, chủ mệnh chú ý dễ vướng phải thị phi trong năm Giáp Thìn trong mối quan hệ gia đạo có thể gặp phải chuyện buồn phiền ngoài ra đi lại trong năm cần lưu ý cẩn thận xét về thiên can thiên can của tuổi tân thuộc hành kim gặp năm 2024 có thiên can giáp thuộc hành mộc là bình hòa xem tử vi 2024 tân sử dự báo về một năm không có chuyển biến mang tính đột phá hay khởi sắc cho chủ mệnh công việc không nên thay đổi bởi những thay đổi thời điểm này thường không được lợi về ngũ hành của thiên can tuổi có mối quan hệ tương khắc với ngũ hành can năm nên chủ về sức khỏe trong năm không được tốt. Xét về mối quan hệ ngũ hành, ngũ hành của người tuổi này là thổ, gặp ngũ hành của năm 2024 là hỏa, quan hệ chủ về tương sinh, rất tốt. Bản thân người mệnh thổ trong năm 2024 có được tin vui và may mắn trong cuộc sống, đối với dự định mưu cầu liên quan đến danh vọng hay xuất tiền kinh doanh, đầu tư tiền bạc nên tiến hành, tuổi tân sửu năm 2024 nếu xuất hành cũng thuận lợi, đi xa được quý nhân hỗ trợ đưa tới những kết quả tốt đẹp như mong muốn. Xét theo vận niên, theo tử vi tuổi sửu 2024, sang năm giáp thìn tuổi tân sửu gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ, báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu, trong năm có thể gặp tai bay vạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái, mà đánh mất hòa khí trong nhà, nhún nhường một chút thì ra đạo hài hòa, bớt chuyện phiền muộn phải suy nghĩ. Xét theo vận hạn năm 2024 tuổi Tân Sửu. Tam tai 2024, tuổi Tân Sửu không phạm tam tai, vận trình năm bình ổn, ít biến động lớn, Kim Lâu 2024, tuổi Tân Sửu không phạm Kim Lâu, có thể đứng ra lo liệu việc lớn trong nhà, như cưới hỏi của con cái, xây dựng nhà cửa. Hoang ốc 2024, tuổi Tân Sửu không phạm Hoang ốc, yên tâm xây dựng nhà cửa, nếu có ý định trong năm Xét về nam mạng. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 tân sửu nam mạng gặp sao La Hầu chiếu mệnh, trong hệ thống cửu diệu, La Hầu là hung tinh chủ về chuyện thị phi, hao tán tiền của, hạn này xấu với nữ giới, nếu là nam giới thì không gặp vấn đề gì, ngược lại còn được làm ăn phát đạt, nếu vợ của người nam đó có thai thì sinh nở được bình an, mẹ tròn con vuông. Vận hạn. Năm 2024, tân sửu nam mạng gặp hạn Tam Kheo, hạn này chủ về sức khỏe, đau chân tay đau mắt, người gặp vận hạn này nếu có bệnh cũ liên quan tới chân tay, đau khớp thì cần thăm khám sức khỏe định kỳ, hạn chế vận động mạnh, chỉ nên chơi các môn thể thao nhẹ nhàng, đồng thời ăn uống đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, tránh thức khuya. Chi tiết tử vi tuổi Sửu 1961, nam mạng trong 2 tháng đầu năm 2024 sẽ được bình giải dựa trên các phương diện: công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc, sự nghiệp thầy Tử Vi chia sẻ trong 2 tháng đầu năm 2024 này, công việc của nam mạng tuổi Tân Sửu sẽ có nhiều chuyển biến mới, mệnh chủ là người làm việc chăm chỉ, cần mẫn, không ngại gian khổ nên lúc nào cũng được trọng dụng. Đặc biệt, trong 2 tháng đầu năm 2024 cũng là thời điểm Tân Sửu nam mạng học tập để nâng cao năng lực chuyên môn, bất kỳ ai cũng có thể học, người nông dân học để tìm thêm giống cây trồng, giống vật nuôi, mở mang hiệu quả kinh tế, người làm tự do học để quản lý công việc tốt hơn. Học tập là việc cả đời, chỉ có việc không ngừng theo đuổi kiến thức mới mang tới thành công. Tử vi 2 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Hai tháng này, người tuổi Tân Sửu có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các năm trước. Tuy nhiên, người tuổi Tân Sửu đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe quan trọng hơn tất thảy, quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bản mệnh giúp các bác nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân, song không được suy nghĩ bi quan tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý của các bác. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc sự nhiệt tình, cứng rắn của bản mệnh rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này bản mệnh nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp lấy lại tinh thần. 2. Tài chính Theo tử vi học, tuổi tân sửu nam mạng là người sống giản dị, mộc mạc, không bị chi phối nhiều bởi tiền bạc vật chất, họ làm việc chăm chỉ, cần kiệm với việc chi tiêu, ít khi nam tuổi Sửu 1961 chi tiền mạnh tay vào một việc gì đó, hoặc phải suy nghĩ rất kỹ mới quyết định chi tiêu tiền bạc. Vận tài chính trong 2 tháng đầu năm 2024 của nam mạng tuổi Tân Sửu không có nhiều thay đổi so với năm cũ, vì thế nếu tiếp tục lối sống tiết kiệm, giản dị thì mệnh chủ sẽ có một khoản tiết kiệm trong năm này. 3. Tình duyên ra đảo Nam tuổi tân sửu là những người sống giàu tình cảm, biết quan tâm tới người khác nhưng lại ít khi thể hiện điều đó ra bên ngoài, trong chuyện gia đình, mệnh chủ có phần nghiêm khắc, sống có kỷ luật và đạo đức. Trong 2 tháng đầu năm 2024 này, nam mạng tuổi Sửu 1961 có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, mệnh chủ có thể chia sẻ, truyền đạt những kinh nghiệm sống của mình cho con cháu để mọi người có thêm bài học và kiến thức bổ ích. 4. Sức khỏe. Ở độ tuổi này sức khỏe của nam mạng tân sửu đã có nhiều thay đổi, có thể xuất hiện các dấu hiệu lão hóa cơ thể. Hai tháng đầu năm 2024, mệnh chủ nên duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe, như tập thể dục, thiền định, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi điều độ. Nếu có một sức khỏe tốt thì tinh thần lúc nào cũng tỉnh táo, tâm trạng thư giãn, ít nóng nảy. Trong hai tháng đầu năm 2024, tân sửu nam mạng nên có kế hoạch thăm khám sức khỏe định kỳ, như vậy sẽ sớm nhận biết sự thay đổi trong cơ thể. Nếu có bệnh tình thì cũng được chữa trị kịp thời. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh Tân Sửu. Sao chiếu mệnh, nữ mạng Tân Sửu trong năm 2024 có sao kế đô chiếu mệnh, trong bảng sao hạn năm 2024, kế đô là hung tinh chủ về sức khỏe và tiền bạc. Tân Sửu nữ mạng gặp sao kế đô thì thận trọng trước các quyết định liên quan tới tiền bạc, giao dịch mua bán phải có giấy tờ rõ ràng đồng thời cũng không nên chủ quan nếu cơ thể có dấu hiệu thay đổi, phải đi thăm khám định kỳ để đảm bảo sức khỏe của mình. Vận hạn Trong năm 2024 Giáp Thìn, tân sửu nữ mạng gặp hạn thiên tinh, đây là hạn chủ về sức khỏe, kiện tụng, nếu trước đó nữ mạng tân sửu gặp các bệnh về tiêu hóa đường ruột, thì hãy chú trọng hơn đến chế độ ăn uống, tránh xa bia rượu và các chất kích thích không tốt cho sức khỏe, trong năm này cũng tránh tham gia vào tranh cãi kẻo mất năng lượng, khiến tinh thần căng thẳng, nếu gặp chuyện gì chỉ cần bình tĩnh xử lý giữ thái độ hòa nhã thì mọi chuyện sẽ được êm xuôi tốt đẹp. Dưới đây là những luận giải chi tiết về tử vi nữ tân sửu 1961 trong 2 tháng đầu năm 2024 dựa trên các phương diện công việc, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc, sự nghiệp Xem tử vi năm 2024 cho biết, trong 2 tháng đầu năm giáp thì nữ mạng tuổi tân sửu vẫn duy trì những công việc cũ, mọi việc dường như đã đi vào quỹ đạo, không có nhiều thay đổi hay biến động. Về cơ bản, Tân Sửu nữ mạng đã thành thục làm quen với các việc này trong hai tháng đầu năm 2024. Bản mệnh cứ tiếp tục phát huy sở trường của mình. Nếu có cơ hội gặp gỡ những đồng nghiệp mới, nữ Tân Sửu hãy tranh thủ để học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức từ họ. Những người trẻ tuổi thường làm việc rất sáng tạo, nhiệt huyết và có nhiều năng lượng. Đây cũng là điều mà ở độ tuổi này Tân Sửu nữ mạng đã khó duy trì được. 2. Tài chính. Có một công việc ổn định nên nguồn thu của nữ tuổi Sửu 1961 khá tốt, nếu trong 2 tháng đầu năm 2024 này, mệnh chủ vẫn duy trì thói quen tiết kiệm, quản lý chi tiêu tốt thì sẽ dành dụng được một khoản tiền cho mình, ở độ tuổi này, mệnh chủ cũng nên có kế hoạch dự trữ các khoản tiền để phòng trừ tương lai tuổi già, thận trọng với những thói quen hoang phí tiền bạc hoặc những lời mời đầu tư lợi nhuận lớn rủi ro cao. 3. Tình duyên ra đảo nữ mạng tuổi tân sửu là người coi trọng gia đình lúc nào cũng quan tâm tới con cháu vì vậy mệnh chủ cũng nhận được sự yêu thương quý mến kính trọng của những thành viên trong gia đình hai tháng đầu năm 2024 này mệnh chủ hãy tiếp tục là người kết nối tình cảm trong gia đình sống chuẩn mực để làm gương cho con cháu gia đình có hòa thuận thì mới tích được nhiều phước khí chẳng vậy mà cổ nhân xưa có câu gia hòa vạn sự hưng 4. sức khỏe bước sang tuổi 64 Nữ mạng Tân Sửu nên chú trọng tới sức khỏe của mình nhiều hơn, mệnh chủ nên đi khám định kỳ, duy trì thói quen sống lành mạnh để có một sức khỏe tốt, đồng thời giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, tích cực thì sẽ có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Trong 2 tháng đầu năm 2024, Tân Sửu nữ mạng có thể tham gia các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga, thiền định để tâm thanh tịnh, an lạc, duy trì lối sống lành mạnh, nói điều hay, làm việc tốt, như vậy không những cải thiện chất lượng sống mà còn tích đức cải vận. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi tân sửu trong những tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng bính dần, năm giáp thìn. Tháng mới sẽ mang đến cho con giáp tuổi tân sửu động lực để hệ thống hóa lại quy trình làm việc của mình. Hãy cố gắng để bản thân có thể làm việc hiệu quả và ít bị phân tâm hơn. Tín chủ đã và đang trên đà phát triển của chính mình, tuy nhiên để có thể tạo được những bước phá lớn trong sự nghiệp thì đây là thời điểm bạn nên loại bỏ bớt những thói quen tiêu cực cũng như những niềm tin đang khiến bạn tự giới hạn bản thân. Tháng đầu năm mới cũng là lúc bạn có thể kết nối, mở rộng mối quan hệ với những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp tuổi tân sửu cũng nên biết lường sức. Giỏi không có nghĩa là làm tất cả. Nếu khối lượng công việc đang vượt ngoài khả năng, thì bạn hãy cân nhắc đến việc tìm sự trợ giúp từ bên ngoài nhé. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi tân sửu âm lịch, Ngũ Hoàng nhập phương chính bắc, mệnh chủ có điểm báo đi xa, chủ yếu là vì công việc, xong lần này bạn sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả ngoài mong đợi, vì thế hãy luôn giữ tâm thế chủ động cho mọi việc. Người làm công ăn lương hãy cứ chăm chỉ nỗ lực, vừa là để học hỏi, vừa gia tăng thêm thu nhập ngoài lương cứng cho bạn, nhìn chung, cuộc sống của tín chủ lúc này đã thoải mái hơn, không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu, mua sắm như trước nữa, có thể là nhiều người tuổi tân sửu nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh hoặc có quà từ người thân đi xa trở về. Nhìn chung, lúc này là thời điểm khá rực rỡ về khía cạnh tài chính của bản mệnh. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng đinh mão, năm giáp thìn. Xem bói tử vi công việc tháng đinh mão của tuổi tân sửu có thách thức và cơ hội song hành, vượt qua được khó khăn trước mắt, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Tháng này, tuổi tân sửu có thực thần thúc đẩy tinh thần, nên nghĩ thật, làm thật, tinh thần sông sáo có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước, lại có dịch mã động tinh thôi thúc hành động, hầu như bản mệnh không ngồi yên một chỗ, mà lúc nào cũng tất bật, chạy đôn, chạy đáo lo công chuyện, hãy yên tâm cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn. Có điều, vì phải dịch chuyển nhiều, làm việc tất bật nên sức khỏe tuổi Tân Sửu có phần giảm sút, cần khéo léo sắp xếp công việc để sức khỏe không bị ảnh hưởng. Trong tháng, công việc kinh doanh, buôn bán khá sôi động, lưu ý đinh hỏa lâm mộ ở sửu thổ vận khí dần giảm sút vì thế nên tranh thủ tiến hành việc quan trọng vào nửa đầu tháng sẽ thuận lợi hơn bản mệnh nên theo dõi tử vi hàng ngày để có được lời khuyên hữu ích về công việc theo tử vi 2024 trong tháng 2 theo lịch âm tài vận của tuổi tân sửu có xu hướng tăng nhẹ nhờ có thực thần hỗ trợ bản mệnh được hưởng thực lộc kinh doanh buôn bán có lộc trời ban tiền tươi thóc thật tiền bạc rủng rỉnh khả năng cao bản mệnh sẽ tìm được kênh đầu tư hay kinh doanh nào đó hợp lý để tăng thêm thu nhập. Tháng này càng đi xa càng có lộc, tuổi tân sửu nên chủ động nắm bắt cơ hội tốt. Tuy nhiên, vì nguyệt lệnh lâm đất mộ, vận khí còn bất ổn, chỉ nên đầu tư ở quy mô nhỏ, tính toán kỹ càng đề phòng nguy cơ không thu hồi được vốn. Xem phong thủy phi tinh thắng có cặp cát tinh bát bạch và lục bạch đồng cung ở hướng đông, đây được coi là khu vực vượng tài khí trong nhà, cửa hàng, cửa hiệu hay nơi làm việc. Vì thế, Tuổi Tân Sửu có thể cân nhắc đạt biểu tượng Tỳ Hưu phong thủy tại đây, để tăng cường cát khí, thu hút vận may tài chính, thúc đẩy việc kinh doanh buôn bán thêm thuận lợi. Theo tử vi 2024 tuổi Sửu, trong tháng Đinh Mão, sức khỏe bản mệnh Tân Sửu không tốt, dịch mã khiến tín chủ liên tục phải dịch chuyển, chạy đôn chạy đáo lo công việc, áp lực tinh thần lớn, nên sức khỏe cũng đôi phần suy giảm, điều quan trọng nhất là Tân Sửu cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần, bởi theo Đông y Mùa xuân cần giữ tâm trạng tươi vui, cởi mở để thuận ứng với sinh khí đang nảy nở tốt tươi trong đất trời, có như vậy, sức khỏe mới được cải thiện. Về chế độ dinh dưỡng, tuổi tân sửu nên tăng cường các thực phẩm có tính ôn ấm và bồi bổ dương khí như thịt dê, tỏi, gừng, mùa xuân vạn vật phục hồi, dương khí thịnh, khí dương trong cơ thể cũng tăng lên, lúc này rất cần phải dưỡng dương để thuận ứng sinh khí, bên cạnh đó, cần đề phòng các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn, virus gây các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, viêm phổi. Tổng kết lại, nhìn chung năm 2024 của tuổi Tân Sửu không quá khó khăn hay áp lực, việc làm ăn lúc được, lúc mất, trồng trọt chăn nuôi có khi mất mùa thua lỗ nhưng không quá nghiêm trọng, tài chính vẫn được con cái hỗ trợ nhiều nên không cần lo lắng, độ tuổi này nên buông bỏ danh lợi, chú trọng nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống thì mọi thứ đều ổn. Có điều, năm có sao xấu chiếu, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có mắc bệnh khó chữa, thuốc thang lâu ngày tốn kém tiền của đương sự có thể bị xuất huyết bất ngờ, nhất là khi đi đường gặp thời tiết xấu hoặc có thể sơ ý bị ngã, tai nạn, dễ gặp các bệnh về xương khớp, vì vậy, thận trọng khi đi lại, hạn chế đi xa một mình. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024, giúp tín chủ Tân Sửu xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc vượng vận khí suốt cả năm. Với tuổi Tân Sửu nam mạng. Để hóa giải vận hạn trong năm 2024, nam mạng tuổi Tân Sửu nên làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng tính, trừ bỏ những tâm niệm xấu ác, rèn luyện những đức tính tốt đẹp, khi con người chuyển hóa theo chiều hướng tốt hơn thì hạnh phúc sẽ tới. Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, khi gặp sao xấu chiếu mệnh, mệnh chủ có thể làm lễ cúng dân sao giải hạn, sao La Hầu, nghi lễ này được thực hiện tại gia hoặc tại chùa mỗi năm một lần vào đầu năm. Khi tham dự mệnh chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, quan trọng nhất là tấm lòng thành. Đối với tuổi Tân Sửu nữ mạng, muốn hóa giải vận hạn, giảm trừ tai ương trong năm 2024, nữ mạng tuổi Tân Sửu hãy làm nhiều việc tốt giúp đỡ người khác, nói lời hay ý đẹp, làm ăn lương thiện, tu tâm dưỡng tính, có như vậy khi gặp vận hạn thì sẽ được tai qua nạn khỏi, hưởng bình an tốt lành. Theo kinh nghiệm của người xưa, vào năm có sao xấu chiếu mệnh thì có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn. Nghi lễ này được thực hiện một lần vào đầu năm, tại chùa hoặc tại gia, khi tham dự gia chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, quan trọng nhất là tấm lòng thành kính. Vật phẩm phong thủy. Trong năm 2024 tân sửu có thể đeo các vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương để cầu bình an, sức khỏe, tuổi tân sửu được Phật hư không Bồ Tát hộ mệnh, đeo mặt Phật hư không Bồ Tát bên mình để được Phật dẫn đường chỉ lối, phát nguyện những điều tốt lành để sinh phúc đức. Tuổi Sửu 1961 mệnh Thổ, hợp với mặt Phật hư không Bồ Tát, đá mắt hổ vàng nâu, tương hợp, đá mã não đỏ, tương sinh. Tân Sửu đeo vòng tay trầm hương, để hóa giải tai ương, cầu sức may mắn, sức khỏe cho bản thân, đặc biệt tinh dầu trầm hương rất tốt cho sức khỏe, không chỉ giảm lo âu căng thẳng, mà còn giúp mệnh chủ ngủ an giấc, tinh thần lạc quan vui vẻ. Phong thủy may mắn tuổi Tân Sửu năm Giáp Thìn 2024. một chọn người hợp tuổi sông nhà. Xem tuổi sông nhà là tập tục lâu đời của người Việt, mang ý nghĩa cầu một năm mới may mắn tốt lành. Theo đó, vào thời khắc giao thừa đầu năm, gia chủ sẽ chọn người hợp tuổi. Tính tình tốt bụng chân thành để tới sông nhà, như vậy sẽ mang tới nhiều vận may, tài lộc cho gia đình trong năm mới. Gia chủ tuổi tê tân sửu hợp với các con giáp tuổi tỵ, dậu, tam hợp, tỵ, dậu, sửu, hợp tuổi tý, nhị hợp, sửu, tý. Ngoài ra mệnh chủ có thể chọn những người mệnh hỏa tới sông nhà đầu năm.

canh thìn 2000, xấu, bính ngọ 1966, xấu, ất mùi 1955, xấu. Bản mệnh tân sửu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới, về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết. Tốt nhất chính là giờ tý lúc giao thừa đón năm mới, Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng một Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn. Đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu sau giao thừa giáp thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kèo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại An, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỉ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. Trong năm mới nếu xuất hành đi chùa thăm thân quyến, vãn cảnh thì tân sửu 1961 chọn các ngày lành tháng tốt sau đây. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024, thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024, thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024, thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024, thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Người xưa vào mỗi dịp đầu năm đều xem ngày khai xuân, khai trương, khai bút đầu xuân để cầu may mắn, công việc suôn sẻ, thuận lợi người làm các công việc liên quan tới viết lách khai bút đầu xuân để cầu sự nghiệp thăng tiến, thi cử hanh thông, nông dân, ngư dân, người làm tự do, khai xuân mở hàng để cầu mùa màng bội thu, làm ăn phát đạt. Trong năm giáp thìn quý tín chủ nên chọn ngày mùng 2, mùng 4 hoặc mùng 7 tháng riêng để khởi sự. Người làm ăn kinh doanh, buôn bán thì mở hàng khai trương vào những ngày sau trong năm 2024. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, thứ sáu,

để cầu tài lộc, danh vọng trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Tân Sửu có thể đeo mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay tỷ hưu. Phật Di Lặc là biểu tượng của phước báu tròn đầy, tài lộc no đủ. Đeo mặt Phật Di Lặc bên người để cầu tài, cầu lộc, cầu sự nghiệp hanh thông, công danh sáng lạn. Tân Sửu mệnh Thổ, hợp với mặt Phật Di Lặc đá mắt hổ vàng nâu, tương hợp, hoặc đá mã não đỏ, tương sinh. Trong phong thủy, tỷ hưu được xem là linh vật hút tiền bạc cho gia chủ. Tuổi Tân Sửu đeo vòng tay tỳ hưu để cầu làm ăn thuận lợi, phát tài, phát lộc, gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc. Màu sắc may mắn, năm 2024 tuổi Tân Sửu hợp màu đỏ, hồng, cam, tím, màu thuộc hành hỏa, tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, hợp với màu thuộc hành thổ hoặc hành hỏa, riêng trong năm 2024 này, mệnh chủ hợp nhất với màu thuộc hành hỏa vì những màu này tương hợp với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn 2024 thưa quý vị thân mến trong chuyên mục nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay minh đường tử vi xin được chia sẻ về luật nhân quả đáng kinh ngạc người thiện lương sẽ không bao giờ đau khổ có người đã từng nói phần đẹp nhất trong đời một người tốt là những hành động tử tế và yêu thương nhỏ bé vô danh không được nhớ đến sẽ có người luôn nói với bạn rằng người quá tốt bụng dễ bị bắt nạt và thường đau khổ thực ra cuộc đời là một quá trình lâu dài làm người thiện lương có thể bị đối xử tệ bạc một thời gian nhưng đó chỉ là trải nghiệm ngắn ngủi trong cuộc đời bởi thiện lương là một vòng tuần hoàn vĩnh cửu, những gì bạn cho đi sẽ quay trở lại với bạn theo một cách bất ngờ nhất. Trong kinh dịch nói, tích thiện chi ra, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi ra, tất hữu dư ương, mọi chuyện xảy ra đều không phải ngẫu nhiên, cái gì cũng có cái lý của nó, một gia đình nếu luôn làm việc thiện thì gia đình ắt sẽ ngày càng cát tường, thịnh vượng, nếu một gia đình hay làm chuyện xấu, không nghiêm túc quản giáo, cứ để buông thả, gia đình sớm muộn gì cũng gặp tai ương sự thiện lương của bạn có thể chưa được người khác biết đến nhưng ông trời đã nhìn thấy và sẽ mang đến những điều bất ngờ và may mắn cho bạn trong tương lai vậy nên người thiện lương sẽ không hề đau khổ chút nào tôi từng xem một bộ phim từ thiện của Thái Lan ông lão là một người nhặt rác đã 82 tuổi hàng ngày ông đẩy một chiếc xe đẩy cũ kỹ và lục lại quanh trạm tái chế rác đi đến đâu ông cũng luôn bị xua đuổi nhưng ông lại có một trái tim nhân hậu khi thấy một vị sư đi khất thực ông sẽ cúng dường càng nhiều càng tốt Thấy cô bé không có tiền mua kem, ông sẽ đưa cho cô bé một đồng xu, ông luôn bước đi khập khiễng, một chân của ông là chân giả và cần được thay thế vì nó đã bị mòn nặng. Ông đã nộp đơn vào các tổ chức xã hội để xin chân giả mới, nhưng đơn của ông luôn bị xếp xó giữa đống giấy tờ và ông chỉ được cấp một vài viên thuốc giảm đau. Một ngày nọ, khi đang đi khập khiễng trên đường, ông bị một tên trộm đang lao tới tông ngã xuống đất, chiếc chân giả của ông cũng bị văng ra một quãng đường dài chiếc túi rơi ra khỏi xe ông lão đã ôm chặt chiếc túi không chịu buông ra dù tên trộm có đá vào người thế nào nhìn thấy cảnh sát sắp đuổi theo phía sau nên tên trộm đành phải chạy đi cảnh tượng này có sự chứng kiến của một cô bé khi bị người chủ đuổi kịp anh ta nhầm tưởng ông lão là kẻ trộm nên đã gọi cảnh sát đến hiện trường và bắt giữ ông lão khi ông già bị bắt tin tức được phát trên tv cô bé chứng kiến sự việc đã dùng số tiền còn lại mà ông già đưa cho cô để mua kem gọi đến đồn cảnh sát tự mình đưa ra lời khai giúp cho ông lão, những người hiểu lầm ông lão đã đến tận mắt chứng kiến tình trạng của ông, tổ chức từ thiện tặng một chiếc chân giả cho ông. Việc làm của ông lão được truyền miệng, khiến mọi người cảm động trước lòng tốt như vậy, lúc này, mọi sự thờ ơ và phòng thủ giữa con người với nhau đều bị gạt bỏ, con người trở nên bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, hành vi của ông lão dường như là một điểm sáng, sự thờ ơ ban đầu giữa con người với nhau đã bị loãng đi và họ bắt đầu trở nên tử tế với nhau bất kể địa vị thế nào, thiện lương bắt nguồn từ trái tim là mức độ tu dưỡng cao nhất của một người. Nó giống như một hạt giống cắm rễ vào thế gian, dù ở đâu nó cũng có thể xua tan giá lạnh, xua tan sương mù, khiến con người trở nên hiền lành và trong sáng. Thế gian có nhân quả, vạn vật đều có luân hồi, sự thiện lương của bạn sẽ được đền đáp bằng những gì tốt đẹp nhất. Trong lục tổ đàn kinh có câu nói, nhất thiết phúc điền ly, bất khai tâm địa, nghĩa là tất cả phước điền, không rời phương thốn, phương thốn là trì tâm địa của chúng ta, lành giữ hỏa phúc đều do ý niệm biến hiện ra, không rời khỏi tâm. Người xưa còn nói, người có lòng nhân ái thì phúc chưa đến mà tai họa đã rời xa, thiện lương là một tiếng vang lớn, những thứ bạn trao đi cuối cùng sẽ quay trở lại với bạn. Muốn được yêu thương thì trước tiên bạn phải yêu thương người khác, muốn được quan tâm thì trước tiên bạn phải quan tâm đến người khác, muốn người khác thiện ý với mình thì trước tiên bạn phải thiện ý với người khác. Nếu muốn nhận được phúc lành, Trước tiên bạn nên có một tấm lòng thiện lương, trí thông minh cao nhất trên thế giới này chính là thiện lương, người thông minh hiểu rằng thiện lương là lợi ích cá nhân lớn nhất và có thể tích lũy cho một người những điều tốt đẹp bất ngờ. Vâng, cảm ơn quý tín chủ đã theo dõi hết luận giải Tử Vi tuổi Tân Sửu 1961, 2 tháng đầu năm 2024, những thông tin trên nhằm giúp quý tín chủ có thêm sự chiêm nghiệm trong cuộc sống, người xưa có câu, đức năng thắng số, ý chỉ người ăn ở hiền lành, làm nhiều việc phúc thiện giúp đỡ người khác thì tạo được nhiều phúc báo, chính phúc báo sẽ làm giảm nghiệp báo, giúp người đó vượt qua tai ương hoạn nạn một cách bình an vô sự. Xuân Giáp Thìn 2024 đang gõ cửa, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý tín chủ và gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chương tình đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại.